Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình cùng tìm hiểu về số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân và những điều thú vị. Điện tích hạt nhân chính là số proton có trong hạt nhân. Nếu hạt nhân nguyên tử có Z, proton thì điện tích hạt nhân là Z cộng. Nguyên tử bao gồm hạt nhân ở chính giữa mang điện tích dương và các đám mây electron xung quanh. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, tức là số proton luôn bằng số electron. Vậy ta có trong nguyên tử thì điện tích hạt nhân Z bằng số proton bằng số electron. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học cũng chính là số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó. Để hiểu hơn, mình xét một ví dụ. Nguyên tố natri có các thông số như sau. 11 chính là số đơn vị điện tích hạt nhân và cũng là số hiệu nguyên tử của natri. 23 là số khối của nguyên tố natri. Số khối A thì bằng số proton cộng số neutron có trong hạt nhân. A bằng Z cộng N. Vậy nhìn vào nguyên tố natri bạn sẽ biết được. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố natri là 11. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 11 cộng. Trong đó có 11 proton và 12 neutron. Nguyên tử natri có 11 electron chuyển động quanh hạt nhân, khối lượng nguyên tử natri là 23 đơn vị carbon. Tóm tắt, số hiệu nguyên tử là Z bằng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton bằng số electron. Số khối A bằng Z cộng N, trong đó N là số neutron trong hạt nhân. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hữu ích cho mình một like, một đăng ký. Bình luận bên dưới vấn đề của bạn, mình sẽ làm video trả lời. Xin chào.